Xin chào các bạn. Hôm trước anh Thắng đã mang cho chúng ta chiếc Elantra N-Line. Và hôm nay cạnh mình đây lại là một chiếc Elantra nữa. Và lý do vì sao mình di chuyển một quãng đường rất xa để đến đây ngó nghiêng chiếc xe này, mình sẽ tiết lộ ở cuối clip nhé. Mình là Bình Con và đây là Elantra 1.6 AT tiêu chuẩn, hay dân dã hơn chúng ta gọi đây là chiếc Elantra bản base. Về tổng quan hay là chi tiết thiết kế thì mình sẽ không chia sẻ lại nữa, bởi vì đây vẫn là một chiếc Elantra mà. Thì rồi, bản base nó sẽ có những điểm gì thua thiệt so với những bản cao hơn? Ngay phần đầu xe đây, thay vì là hệ thống đèn LED, chúng ta sẽ chỉ có đèn bi halogen cho đèn chiếu gần và đèn chiếu xa là đèn halogen. Bên dưới đèn sương mù cũng là đèn halogen. Và nguyên phần cản xe phía trước, chúng ta không có một cảm biến nào cả. Bước đến phần thân xe thì vẫn là cái đường thân xe mình đánh giá là sẽ cho các anh thợ đồng sơn an hành. Thì một điểm khác tiếp theo đó là bộ mâm này. Tất nhiên là bản thấp cấp nhất chúng ta sẽ chỉ có một bộ mâm 15 inch 5 chấu và thiết kế rất đơn giản, một màu. Bước vào trong khoang nội thất thì chúng ta sẽ được thấy là nó thể hiện rõ nhất đây là một chiếc xe bản bay, khi rất nhiều các chi tiết nhựa xuất hiện trong xe khác hoàn toàn so với bản N-Line. Bồ lăng nhựa này rồi, vật liệu xung quanh toàn là nhựa thôi. Chúng ta sẽ có một cái màn hình phía trước là màn hình analog kết hợp với màn hình LCD. Cái màn hình LCD có kích thước là 4,25 inch. Mặc dù là màn hình analog kết hợp với LCD thôi, nhưng mà mình lại đánh giá khá cao cái thiết kế này. Nó vẫn đem đến một cái gì đó nó hiện đại, nó trẻ trung và nó thể thao. Vô lăng đây, chúng ta thấy luôn là chúng ta đã mất cái cruise control. Bước sang bệ tì tay trung tâm, không có phanh tay điện tử mà là phanh tay cơ. Vẫn có driver mode này, rất hay nhá. Nhưng mà lên trên cao đây chúng ta lại chỉ có điều hòa cơ mà thôi. Nhưng mà rất may mắn chúng ta vẫn có lại cái màn hình ở 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm. Đây là một điểm mình đánh giá khá là cao, bởi vì là dù là phiên bản thấp cấp nhất nhưng mà cái màn hình này nó vẫn giữ nguyên được kích thước, giúp chúng ta nó thuận tiện hơn trong việc giải trí. Thì một điểm nữa mình thấy khá là may mắn cho những người dùng mua chiếc xe này, đó là chúng ta vẫn sẽ có đèn tự động cũng như gắn mưa tự động. Và trên chìa khóa xe chúng ta vẫn còn đề nổ từ xa. Rồi ghế thì chỉnh cơm, chỉ là ghế nỉ thôi, không phải là ghế da. Và ở phiên bản Elantra 1.6 tiêu chuẩn, chúng ta sẽ chỉ có 4 loa thay vì 6 loa như trên phiên bản cao cấp N-Line. Bước ra hàng sau thì không gian nó vẫn thế, nó vẫn giống chiếc N-Line. Tuy nhiên, ngoài ghế nỉ ra, chúng ta không có cái bệ tì tay trung tâm như là phiên bản N-Line mà hôm trước anh Thắng giới thiệu với các bạn. Cũng như là theo mình nhớ không nhận là toàn bộ giải sản phẩm Elantra thì chỉ có cửa gió điều hòa phía sau chứ không có sạc, cổng sạc ngoài. Đây là một điểm mình chê ở Elantra thế hệ này. Sức mạnh của chiếc xe này là có động cơ 1.6 lít hút khí tự nhiên, không phải tăng áp nhé. Đi cùng với hộp số 6 cấp cho công suất ra là 128 mã lực và 155 Nm moment xoắn. Trang bị an toàn chiếc xe này thì cũng rất cơ bản thôi. Chúng ta có ABS này, có phân phối lực phanh, có hỗ trợ phanh khẩn cấp, có traction control, có cân bằng điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hai túi khí. Rồi, vậy là mình nghĩ là mình cũng đã nói được gần như là toàn bộ những thứ mà chiếc xe này khác biệt so với phiên bản N-Line. Vậy lý do nào đã khiến mình chạy quãng đường rất xa đây để ngó chiếc xe này? Trong cái lễ ra mắt mà mình được tham dự, lễ ra mắt chiếc Elantra, thì mình đã khá bất ngờ khi mà Tsimoto định giá chiếc xe này. Tsimoto chưa bao giờ chơi ở phân khúc hạng thấp. Trong buổi talk show về những chiếc sedan hạng C, chúng mình đã chia những chiếc xe đó ra làm 3 phân khúc. Ở phân khúc thấp chúng ta có MG5, chúng ta có Beijing U5 Plus. Ở phân khúc tầm trung chúng ta có Kia K3 và những phiên bản thấp 1.5 của Mazda 3. Ở phân khúc cao Honda Civic và Corolla Altis. Và đến bây giờ Elantra 2022 ra mắt, Elantra có đủ toàn bộ giải sản phẩm để chơi ở cả 3 phân khúc. Và chiếc xe này với mình
ngoại trừ việc nó đánh chiếm cái phân khúc sedan hạng C tầm thấp, mà mình nghĩ đối thủ chính của chiếc xe này đó là những chiếc sedan hạng B cao cấp, có thể kể đến như là Vios GCVT này hay là Honda City RS. Vậy với giá tiền 599 triệu, nếu bạn chọn chiếc xe này thay vì những chiếc xe sedan hạng B cao cấp, chúng ta sẽ đánh đổi lại gì nào? Đầu tiên chúng ta sẽ nhận lại, tất nhiên rồi, một chiếc xe hạng C rộng rãi hơn, bề thế hơn, không gian nội thất ok hơn, và tất nhiên làm cái cốp rất rộng ở phía sau. Ngược lại, nếu như bạn chọn Honda City RS, chúng ta sẽ có những cái chi tiết nó nhìn nó xịn sò hơn. Ví dụ như là 599 triệu bằng đúng giá của chiếc City RS, các bạn sẽ có, với mình nhá, mình đánh giá khá là cao cái thiết kế thể thao của Honda City RS. City RS có đèn pha LED này, đèn bên dưới LED này, rồi là nội thất có da, hình như là mình nhớ nhầm là cả da lộn luôn, có cruise control. Đấy, tức là chúng ta sẽ phải đánh đổi khá là nhiều chi tiết nếu mà chúng ta chọn một chiếc xe sedan hạng C bản thấp so với một chiếc sedan hạng B bản cao. Đối thủ chính của Elantra 1.5 AT tiêu chuẩn với mình là những chiếc xe đó. Còn bạn, bạn nghĩ sao về chiếc xe này? Và các bạn có chấp nhận đánh đổi chọn một chiếc xe bản thấp để lấy lại được không gian rộng cũng như là một cái ngoại hình rất bề thế, hay là bạn sẽ chọn một chiếc sedan hạng B cao cấp? Hãy để lại phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên sang ô tô cậu, bởi vì ngay sau đây mình sẽ mang đến các bạn một chiếc xe cực kỳ hot trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.